đây là chồng mình đang nhìn xa xăm ước gì có một ngôi nhà ở đảo cọ. How are you, Sarah? It looks familiar. Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình xin mời các bạn cùng với gia đình mình tham quan đảo cọ Dubai nhé. Điểm đầu tiên mà gia đình mình đến có tên là The View at the Palm. Nơi này thuộc một phần của trung tâm mua sắm Nakheel Mall. Nó hoàn thành vào năm 2018. Và đây là địa điểm mà bạn có cơ hội nhìn toàn cảnh của đảo cọ The Palm Jumeirah. Dạo quanh trung tâm mua sắm này thì bạn sẽ thấy những điểm thú vị, ví dụ như những đài phun nước độc đáo, cũng như những bức tranh sơn dầu phong cách Ả Rập dọc hành lang nối giữa các cửa hàng với nhau. Và cũng không thể bỏ qua khu ăn uống sạch, ngon và sang. Sảnh đón khách tham quan The View at the Palm nằm ở tầng trên cùng của trung tâm mua sắm này. Đây là nơi lý tưởng cho những ai thích selfie chụp ảnh tự sướng. View at the Palm là đài quan sát tuyệt đẹp cao 240m trên Palm Jumeirah ở tầng 52 của The Palm Tower. Điểm hấp dẫn là vị trí duy nhất của Dubai mang đến trải nghiệm độc đáo về tầm nhìn ngoạn mục ra Palm Jumeirah, Vịnh Ả Rập và Dubai. Với giá vé chỉ 100 dirham, tức là khoảng 620.000 đồng, thì bạn có cơ hội nhìn thấy toàn cảnh của đảo cọ ở đây. Trước khi được tận mắt nhìn thấy toàn cảnh đảo cọ thì bạn sẽ được xem những hình ảnh của quá trình hình thành và xây dựng đảo cọ. Palm Jumeirah là một quần đảo nhân tạo ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất và được tạo ra bằng cách bơm cát dưới đáy biển được lấy từ vịnh Ba Tư. Nằm trong các quần đảo, cây cọ bao gồm Palm Jebiali và Palm Dera. Khi hoàn thành, nó sẽ tăng đường bờ biển của Dubai lên tổng cộng 520 km. Việc xây dựng đảo Palm Jumeirah hay còn gọi là đảo cọ bắt đầu từ tháng 6 năm 2001, hoàn thành vào năm 2006. Sau khi được xem các tài liệu về quá trình hình thành và xây dựng đảo cọ thì bạn sẽ được đưa đến thang máy đi lên tầng thứ 52 để chiêm ngưỡng toàn cảnh của đảo cọ. Đây là hình ảnh của đảo cọ Dubai mà người ta có thể nhìn thấy được bằng mắt thường từ vũ trụ này cả nhà.
Dưới này là nhà ga tàu điện không người lái nối liền giữa thân và các nhánh của lá cọ này mọi người. Hình ảnh toàn cảnh của đảo cọ mà tờ báo của Mỹ New York Times đã từng cho rằng hòn đảo nhân tạo này đang bị chìm dần. Tuy nhiên Dubai đã bác bỏ thông tin này rồi nha các bạn. Đảo cọ này gồm có 17 nhánh, bao gồm 8 nhánh mỗi bên và một nhánh nhỏ ở đầu. Bao quanh 17 lá cọ này là dải đất nhân tạo, hình bán nguyệt dài 11 km, được gọi là đê chắn sóng. Trên đó bạn có thể dễ dàng nhìn thấy khách sạn Atlantis. Và đê chắn sóng này có tác dụng ngăn thủy triều. Trên mỗi nhánh của đảo cọ là khu biệt thự có hồ bơi và bãi biển riêng. Nhìn từ trên cao, hướng từ phần thân của đảo cọ, bạn có thể nhìn thấy bao quát toàn cảnh của Dubai là những tòa nhà cao tầng chọc trời. Để đi vào đảo cọ, bạn có thể đi bằng tàu điện không người lái hoặc bằng ô tô để trải nghiệm đường hầm dưới biển. Bình thường ở đây rất là đông nhưng vì Covid nên khách du lịch cũng không nhiều. Bạn nào muốn có đồng xu in hình đảo cọ để làm lưu niệm thì bỏ đồng 10 AED, tức là cỡ khoảng 62.000 vào đây để sau đó quay cần quay và nhận đồng xu nhé. Đây là chồng mình đang nhìn xa xăm ước gì có một cái nhà ở đảo cọ. Rất là thảm vì trời rất nóng, mặt toát mồ hôi, nhưng mà lão chồng phải trông con để con vợ làm YouTube. Và đây là hình ảnh toàn cảnh của đảo cọ nhìn từ đài quan sát The View at the Palm nha các bạn. Phần thân và phần lá rất là đẹp và độc đáo. Và công trình này là công trình nhân tạo được nhìn thấy bằng mắt thường từ vũ trụ. Và bây giờ gia đình mình sẽ đi xuống để đi tàu điện không người lái. Điểm đến là khách sạn Atlantis nha các bạn. Đây là quốc vương của Dubai Mohammed bin Rashid Al Maktoum nha các bạn. Ông là người đã thay đổi Dubai trở thành tiểu vương giàu có như ngày hôm nay. Và ông có rất nhiều câu nói khích lệ rất là nổi tiếng. Và câu nói này có nghĩa là đừng đợi đến khi một điều gì đó xảy ra mà hãy biến nó thành hiện thực. Hoặc một câu nói nổi tiếng khác của ông là thành công không dành cho những người không dám ước mơ. We'll return to Atlantis. Thank you. Giá vé của tàu điện ngầm không người lái monorail là 15 dirham, 2 chiều mỗi người, tức là cỡ khoảng 100.000 Việt Nam đồng. Đây là tàu monorail đầu tiên của Trung Đông được đưa vào hoạt động vào tháng 4 năm 2009. Từ monorail bạn sẽ thấy những biệt thự ở đảo cọ với kiến trúc Ả Rập, toàn bộ đều sơn màu vàng, đồng màu với màu cát của cát sa mạc đó các bạn.
Phía dưới kia là khu giải trí phố đi bộ của đảo cọ có tên là The Point. Nhà ga tàu điện của The Point sẽ sớm được mở cửa nên sẽ rất thuận tiện cho việc ghé thăm của ba điểm là The View at the Palm, The Point và Atlantis. Phía xa xa kia là khách sạn mới thuộc khách sạn Atlantis có tên là Atlantis Residence, sẽ được sử dụng dạng như căn hộ và cũng dành để bán cho những ai có nhu cầu ở địa thế đẹp nhất Dubai. Tàu đang tiến dần vào khu vực của khách sạn Atlantis và đây là công viên nước Atlantis nha các bạn, một trong những công viên nước lớn nhất của Dubai. Monorail sẽ dừng tại đây chắn sóng của đảo cọ ngay tại khách sạn Atlantis, nên bạn đừng ngần ngại, hãy vào xem Atlantis như thế nào nha các bạn. Đây là khách sạn đầu tiên được xây dựng trên đảo cọ này. Atlantis là khách sạn mà mình làm việc khi mới bước chân tới Dubai. Nơi đây từng là ngôi nhà thứ hai của mình. Không thể bỏ qua bể cá lớn được xây ngay trong khách sạn. Và nhờ từng làm việc cho Atlantis mà mình được biết là ở đây có hẳn trang trại chăm sóc cá ngay dưới tầng hầm của khách sạn để phục vụ việc bảo tồn nuôi dưỡng tất cả các loài cá được thả trong bể cá này. Kiến trúc xây dựng của khách sạn Atlantis được mô phỏng như hòn đảo cổ đại Atlantis bị chìm dưới biển, kết hợp giữa Hy Lạp cổ đại pha lẫn với kiến trúc Trung Đông. Cho dù đã từng làm việc ở đây nhưng mỗi lần đi bộ ở hành lang khách sạn, mình đều có cảm giác như đang đi vào thế giới 1001 đêm. Giữa đại sảnh của Atlantis là tháp bóng thủy tinh biểu tượng của nước và lửa, và trên trần là những bức tranh miêu tả chiến tranh giữa các vị thần, và kết quả của chiến tranh này là thành phố Atlantis bị chìm dưới biển.
Đây là hành lang gắn bó với mình suốt quãng thời gian làm việc ở Atlantis, cảm giác rất là thân thuộc. Và tất nhiên mình sẽ thăm lại những người bạn đồng nghiệp, tuy rằng một số đã nghỉ về nước do tình hình Covid. Sau khi thăm đồng nghiệp cũ thì nhà mình có hẹn với anh họ của chồng đến The Wave bên trong Atlantis để uống nước. Nhà hàng này nối liền với công viên nước nhưng vì bên ngoài rất là nóng và họ hút thuốc nên mình không muốn đưa Sam ra ngoài chơi. Rời Atlantis, nhà mình sẽ đến địa điểm có tên là The Point để ăn tối và xem nhạc nước. Như mình đã giới thiệu thì để tham quan đảo Cọ, bạn có thể đi bằng tàu điện hoặc đi bằng ô tô. Và với ô tô thì bạn sẽ được nhìn thấy đường hầm dưới biển. Đây là đường hầm dưới biển này các bạn. Phố đi bộ The Point được xây dựng với kinh phí hơn 200 triệu đô la Mỹ, với hàng trăm nhà hàng lớn nhỏ, các quầy bar và các cửa hàng mua sắm nằm dọc bờ biển nhân tạo của nhánh cuối cùng trên hòn đảo The Palm. The Point sẽ rất đẹp vào buổi tối, bạn sẽ có cơ hội ngắm nhìn mặt trời lặn và đặc biệt là được thấy Atlantis lên đèn. Nhà mình bắt đầu chuyến đi này vào 11 giờ trưa, và The Point là điểm cuối cùng, khi nhà mình đến đây là khoảng 6 giờ chiều. Đây là nơi bạn nên đến khi tham quan Dubai vì bạn sẽ được tận mắt chiêm ngưỡng nhạc nước lớn nhất thế giới. Nhạc nước này được Guinness Thế giới công nhận vào năm 2020. Và nếu bạn phân vân không biết nên đi ăn tối ở đâu khi đến Dubai thì The Point là lựa chọn tốt nhất do có rất nhiều nhà hàng cho bạn lựa chọn. Mình chọn nhà hàng Burger Mỹ vì các bạn biết rồi đấy, anh xã mình không thích ăn hải sản cho lắm. Nhạc nước bắt đầu được trình diễn vào 7 giờ mỗi tối, dưới sự kết hợp giữa những bản nhạc hay và hơn 3.000 đèn LED. Sự kết hợp độc đáo làm cho cảm giác rất là thư thái và rất là thích thú khi xem.
Cảm ơn các bạn đã xem hết video. Rất mong nhận được ý kiến đóng góp của các bạn. Và đừng quên nhấn like và bấm chuông theo dõi kênh ủng hộ mình với nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Xin chào.